câu chuyện riêng. Trong mỗi câu chuyện đều có những anh hùng và những kẻ ác. Chúng ta thường gọi những câu chuyện đó chính là cuộc sống. Mới sinh ra ai cũng đều vô tội, còn số phận là con đường mà chúng ta đang đi. Có một số người thì trở thành anh hùng của người khác, một số thì tàn ác. Và câu chuyện của một số người được giết bởi những kẻ tàn ác, chứ không phải là những anh hùng. Tìm được cô ta, dù có chết cũng phải tìm được cô ta cho tôi. Cho dù là hang hốc nào hay là cách sâu 7 tầng ở dưới lòng đất cũng phải tìm. Nếu tôi đã là Aga Khorachai, tôi sẽ tìm thấy cô y tá, người phụ nữ bắt cóc đứa cháu trai yêu quý của tôi đi. Tôi sẽ tìm cho ra cô ta, rồi đưa cháu trai của tôi quay về đây. Mẹ, uống nước đi mẹ. Mẹ uống đi. Bình tĩnh, bình tĩnh đi mẹ. Sẽ không sao đâu. Được rồi, nhìn con nè, mẹ cho con ra ngoài để tìm chị ấy đi. Mẹ thật sự nghĩ chị ấy sẽ làm ra những chuyện như vậy với em gái mình sao? Cho con ra ngoài đi, làm ơn đi mẹ. Cứ bình tĩnh, mẹ uống thêm chút nước nữa đi. Sao con gái bà lại bắt cóc Nedim Khorachai? Chị ta không phải là chị gái của tôi. Tôi muốn kiện, tôi muốn nộp đơn kiện chị ta. Chính nó đã phá hỏng ngày vui nhất của cháu gái tôi, đúng là đáng xấu hổ. Chúng ta đã thông báo hết rồi, chắc chỉ còn mỗi Nhà Trắng là chưa thông báo tới thôi. Aga, rốt cuộc anh tính đi đâu vậy hả? Việc này của cảnh sát thì cứ để cho họ làm đi. Lý trí giùm em đi. Cứ nói với khách, hiện tại sức khỏe của chú rể có chút vấn đề. Anh không thấy Đam La đang ở trên lầu cố gắng ngăn cản báo chí rồi hay sao? Không chỉ mình em mà cảnh sát cũng muốn giữ bí mật chuyện này. Nhưng nếu bây giờ anh dẫn người của mình ra đường, sẽ thu hút sự chú ý đó. Aga! Bị máy bay cho tôi. Ông Aga, ông định đi đâu vậy ông Aga? Cho tôi đi với ông có được không? Cho tôi đi tìm con gái của tôi với ông Aga à? Đủ lắm rồi đó cô xe. Thôi đi. Chấm hết. Chấm hết. Giờ con gái của cô không có liên quan gì tới tôi. Chấm hết. Miễn là tôi còn thở thì chắc chắn con gái của cô sẽ không bao giờ được yên thân với tôi đâu. Dù có ở đâu, tôi cũng sẽ truy cứu trách nhiệm này tới cùng. Cứ chờ đó. Sao không sao đâu, mình tới bệnh viện thôi. Bây giờ để con chở mẹ tới bệnh viện kiểm tra được không? Bây giờ chúng ta phải tới bệnh viện trước đã. Đi thôi.
cho tôi xin phép một chút, nhanh thôi. Chào tất cả quan khách, tôi là Chen Kharachai. Trước khi gửi lời chúc mừng tới cô dâu và chú rể, tôi có một điều muốn nói. Mẹ, ra ngoài đi. Đây là giấc mơ của tôi. Tôi đang mặc trên người một chiếc váy cưới trắng tinh khôi cùng với chàng hoàng tử quyến rũ. Và đêm đầu tiên, mặc dù tôi đang cười, nhưng không phải đang cười chính mình, mà tôi đang cười anh đó Chen. Tôi quá dễ dãi, còn chị ta thì khó khăn, nên thay vì chọn tôi, anh đã chọn theo đuổi chị ta, có đúng không? Vì chị ta ngoài tầm giới nên có giá trị cao hơn, còn tôi thì lại không xứng đáng, đúng không? Rồi sao? Cuối cùng thì sao chứ? Chị ta vẫn luôn lạnh nhạt với anh. Chị ta còn bỏ trốn cùng chồng tôi nữa phải không hả? Đáng tiếc quá. Không phải tiếc cho tôi, mà tôi cảm thấy tiếc cho anh đó Chen à. Ra ngoài đi. Bước ra ngoài. Hãy hứa với con là sẽ không can thiệp vào chuyện này nữa. Con đừng có can thiệp vào việc làm của mẹ. Cô đang thử thách sự kiên nhẫn của tôi đó. Mở ra đi. Sự kiên nhẫn của anh cũng ngắn như lời anh phát biểu vậy đó. Anh tính nói gì trên sân khấu đó vậy? Anh định nói gì hả? Nếu lúc này anh tính nói gì trên sân khấu thì bây giờ cứ việc nói thẳng trước mặt tôi luôn đi nè. Anh nói đi. Trên cửa ra chơi. Mở cửa ra mau. Lịch sự chút đi. Cô không thể lôi con của tôi vào chuyện giới giận đó được. Cậu nghĩ mình là ai mà muốn phá cửa nhà tôi? Anh ta tự nhốt mình ở trong phòng luôn kìa. Cậu mở cửa ra cho tôi nhanh lên đi. Tôi có chuyện cần phải nói với cậu. Cô đừng làm phiền đó nữa, mà mau cút khỏi nhà của tôi đi. Anh biết được chuyện gì thì nói đi. Nhanh lên. Lúc nãy khi cậu bước lên sân khấu thì cậu tính nói cái gì đó rồi? Rốt cuộc cậu đã muốn nói cái gì hả? Sau đó họ đi tới chỗ của cậu, không cho cậu nói gì hết. Cậu muốn nói điều gì vậy? Chị con gái của tôi có phải không? Cậu theo đuổi nó suốt thời gian qua. Cậu chơi trò chơi của mình. Tôi không biết cậu làm như vậy để vui vẻ hay là để làm gì. Nhưng giờ tôi không còn quan tâm về danh dự của con gái của mình nữa. Thánh Allah sẽ phạt mẹ cho mà coi. Mà giờ tôi chỉ còn lo cho tính mạng của con gái của tôi mà thôi. Cậu biết hay không? Lúc nãy nghe ba cậu nói cái gì hay không? Chấm hết rồi. Lại Thánh Allah, nếu con gái của tôi có ý nghĩa gì đó với cậu dù chỉ một chút thôi, thì cậu làm ơn nói ra đi. Cậu biết gì thì làm ơn nói đi. Tôi cầu xin cậu đó. Nếu như cậu còn lại một chút xíu lương tâm thôi, thì nói cho tôi biết với. Thank you.
cậu sẽ không tự nhiên lên sân khấu đâu. Cậu đã biết gì đó, cậu đã có chuyện gì đó muốn nói. Cô Sehe, chắc cô không hiểu về tình hình rồi. Cô đùa hả? Con gái cô đã bắt cóc chồng của em gái. Vì con trai tôi có bước lên sân khấu đó, với những chuyện mà con gái cô đã làm không liên quan gì tới nhau. Thực ra thì tôi không biết gì về chuyện Chem Rê làm hết. Tôi không biết tại sao cô ấy lại làm chuyện như vậy. Tôi thật sự là không biết cái gì hết. Thôi được rồi, cô đã có được câu trả lời. Giờ thì bớt khóc lóc rồi đi đi. Nếu có thể thì ít nhất là trong tối nay, tránh xa tôi ra giùm đi. Đi thôi con, đi thôi. Con gái của con đã phạm phải sai lầm khủng khiếp. Con không thể nào phớt lờ chuyện đó được mẹ. Tại sao con mới lại làm chuyện như vậy chứ? Con phải tìm nó, phải tìm ra nó, hỏi ra lý do sao nó lại làm như vậy. Xem chút nữa thì bị lộ rồi. Ra khỏi phòng ngay, bước ra ngay. Nhớ kỹ, đừng bao giờ bén mảng lại gần con trai tôi chỉ vì chồng cô không có ở đây. Đừng đi quá giới hạn. Cứ tiếp tục đóng vai cô dâu bất hạnh đi, rồi nguyền rủa chị gái và cả chồng của cô cho tôi. Không thì coi chừng tôi đó. Để xem cuối cùng ai sẽ là người bị tổn thương. Mà không thể nào biết trước được đâu mà sẽ nít. Cứ đợi đó. Mẹ cứ tưởng là con đã bỏ trốn đi đâu mất rồi chứ. Con trai dũng cảm của mẹ, chàng chiến binh dũng cảm nhất của mẹ. Vậy là tối nay con quyết định trở thành một người cha. Nhưng bất ngờ là con không thể làm anh hùng được rồi. Cô y tá đã cướp vai con bằng việc bắt cóc chú rể. Vậy thì mẹ có liên quan gì tới chuyện này hay không? Hả mẹ? Có lẽ mẹ của cô dâu đã nói đúng. Con cố tình lên sân khấu. Con làm vậy để có thể kéo dài thời gian cho họ, để họ được bay đi như một đôi chim. Được rồi người anh em, được rồi, cảm ơn. Không được gì hết. Bà chỉ mong ông Aga sẽ không đuổi chúng ta ra khỏi biệt thự này. Hai người nhìn cái gì? Con cũng nghe rồi mà. Ông ấy nói rõ ràng là không còn liên quan gì tới con gái con nữa. Sớm muộn gì ông ấy cũng sẽ đuổi chúng ta ra ngoài thôi. Ê, chẳng lẽ ông ấy lại giữ gia đình của cô gái đã bắt cóc cháu trai mình ở lại được sao? Giờ còn không biết con gái của con đang ở đâu nữa. Vậy mà mẹ còn tâm trạng nghĩ tới chuyện này. Con dâu, con vẫn không hiểu gì sao? Con gái của con đã bắt cóc cháu trai của ông Aga, chính nó đã đẩy cả gia đình chúng ta vào trong biển lửa. Nếu ông Aga có lòng thương xót thì sẽ vì cháu dâu mà bỏ qua, còn nếu không chắc chắn vì Chem Rê mà chúng ta sẽ bị ông ta thiêu sống. Thay vì lo lắng về tiền bạc của cải thì hãy tự hỏi thử xem tại sao Chem Rê lại làm như vậy. Thank you.
Maga, coi như tôi xin ông lần cuối, đừng để chuyện của anh tác giả đêm qua lặp lại lần nữa. Ông qua mặt chúng tôi như vậy là quá sai rồi. Mọi người đã gọi tới khiếu nại ông, nếu họ không rút lại thì chúng tôi buộc phải bắt giữ ông. Giờ ông cứ bình tĩnh trước. Ông đừng quên, chúng tôi có nhiệm vụ tìm cháu trai cho ông. Ông cứ về nhà nghỉ ngơi đã, chuyện còn lại cứ để cho chúng tôi lo. Tạm biệt ông. Sahin còn ở đó không? Anh ấy đang theo dõi một người bạn của cô y tá đang làm ở phòng thí nghiệm. Chúng tôi sẽ để mắt tới tất cả bạn bè của cô ấy, từ trường học cho tới những nơi khác nữa. Jane có ở đây không? Không thôi Maga. Nếu như ông muốn thì để tôi gọi điện. Không cần đâu. Nó còn chẳng thèm quan tâm gì đến ba mình, cũng không lo lắng cho anh họ của nó đang ra sao. Gọi làm gì? Rồi, cảm ơn người anh em. Chúng tôi xin lỗi vì đã làm ảnh hưởng tới gia đình anh như vậy. Chúc gia đình anh luôn gặp mọi điều tốt đẹp. Cảm ơn. Họ về tới tận quê chúng ta luôn hả? Vậy là mọi người ở quê đã coi chúng ta như một sự nhục nhã xấu hổ rồi còn gì. Mấy tên vệ sĩ của ông Aga tới đó đập cửa và hỏi từng nhà một, không chừa một ngóc ngách nào hết. Ôi, vậy là bây giờ chúng ta đã nổi như cồn rồi. Mọi người ngoài kia đang nói xấu chúng ta. Cứ cầu nguyện tiếp đi, cầu nguyện đi. Xin Thánh A-la, đừng để ông A-ga tông hết chúng ta vào trong tù. Lại còn đứa cháu đang mang thai tội nghiệp của mẹ nữa. Nó đã cảnh báo với con về chị gái nó rồi mà con không nghe. Giờ thì con thấy chuyện gì chưa? Ông Aga vừa la hét vừa bêu ríu để mọi người ở dưới quê đều biết nỗi nhục của chúng ta. Mẹ không có chút lương tâm nào hay sao vậy? Mẹ không cảm thấy đau lòng một chút nào hay sao? Hai chị em thì đang gây hấn với nhau, quan hệ gia đình thì đang bị hủy hoại, mà mẹ vẫn còn lo lắng về cái nhìn của hàng xóm hả? Mẹ còn phải lo cái gì nữa? Nhờ hai mẹ con của con mà giờ mọi người đang nói xấu sau lưng chúng ta như vậy đó. Điều tai còn hết đâu. Chị Ren đã chạy tới cầu xin con. Nó nói chém rê để mắt hôn nhân này. Nó nói chém rê để mắt tới chồng của nó. Con không nghe. Tại sao con lại đợi cho tới khi chém rê bắt cóc chú rể đi như vậy? Ngay lần đầu tiên chém rê để mắt tới, sao con không chịu ngăn con bé lại? Thay vì nói không được làm vậy đâu con gái, con lại tiếp tay cho kẻ phản bội đó làm mì. Con đừng có ở đó khóc lóc cho kẻ phản bội nữa, mà nên an ủi đứa con gái bị bỏ rơi trong đêm tân hôn kìa. Thôi đủ rồi mẹ. Mẹ có nghe mình vừa nói cái gì hay không chứ? Tụi nó là chị em của nhau. Tụi nó là cháu nội của mẹ đó. Đừng có nói nó là cháu nội của tôi nữa. Bây giờ đừng bắt tôi phải nói ra sự thật. Cô hiểu tôi nói gì mà đúng không?
nói gì vậy mẹ? Mẹ hiểu bà đang nói gì không? Ra là vậy. Cô muốn vậy đúng không xe? Cô muốn tôi đừng giữ bí mật nữa, muốn tôi tiết lộ toàn bộ sự thật đó. Không có, không có gì hết. Rõ ràng khách mời ai cũng đều chứng kiến những chuyện xảy ra, vậy mà bây giờ trên báo thì lại không có gì hết. Thậm chí còn chẳng nhắc gì tới chú rể. Mình đúng là một cô gái quá đáng thương luôn mà. Đáng lẽ mình phải lên trang nhất, nhưng mà bây giờ lại chẳng có một dòng nào nhắc tới tên của mình ở trên báo hết. Đây, bà có biết đây là cái gì hay không? Trong khi mọi người đang ngủ ngon giấc thì anh ấy phải trải qua sự tra tấn như vậy mỗi ngày nè. Con nói gì vậy? Chắc là do lúc tập vật lý trị liệu. Là Jeren làm đó. Bà nhìn gì vậy hả Nuten? Bà có chuyện gì hay sao? Bà nói thẳng mặt tôi đi. Tôi không thích cái cách mà bà nhìn tôi từ tối hôm qua rồi. Rõ ràng là có gì đó đang làm cho bà khó chịu. Không, chỉ là trong người tôi thấy hơi mệt thôi. Tôi có thể nhận ra cái nhìn đó có ý nghĩa là gì. Bà cứ nhìn tôi chằm chằm lúc cảnh sát cũng ở đó. Bà làm sao vậy hả? Bà muốn cái gì ở tôi à? Ra ngoài đi Nuten. Bà nội, con nói cho bà nghe nè. Con cứ cảm thấy là bà phù thủy Nuten này có gì đó khả nghi lắm. Đừng quan tâm tới Nuten nữa. Bây giờ bà có chuyện quan trọng muốn nói với con đi. Aga không biết anh tới đây có đúng không? Ông ấy nghĩ tôi đang theo dõi bạn của James Ray hôm trước tới biệt thự. Còn cảnh sát thì sao? Chúng tôi đã đánh lạc hướng họ. Vậy còn camera? Trước mắt chúng ta vẫn chưa có tin tức gì mới hết. Tôi chỉ biết họ đã lên thuyền rồi ra khơi từ cảng cá cũ, không còn gì khác. Anh sợ hả? Cuối cùng tôi cũng sẽ chết hoặc là vào tù thôi bà Senit. Ông Aga không tha cho tôi đâu. Anh đúng là cái đồ hèn nhát. Đây mới là lần đầu tiên làm việc lén lút sau lưng Aga à? Anh cứ thử nghĩ mà coi, làm sao cô y tá đó có thể vượt qua cả đám vệ sĩ của Aga ở trong giường một cách dễ dàng như vậy được. Anh nghĩ ai giúp cô ta bắt cóc nê đêm đây? Bà đã giúp cô ta chứ gì? Sai rồi. Người đó là anh. Chúng ta cùng bắt đầu lại nha. Trước khi mọi chuyện trong nhà trở nên lộn xộn, chỉ vài giây trước đó thôi, tôi đã gọi ai hả Say? Thì bà đã gọi cho tôi mà. Sao lại là anh hả? Tại sao tôi lại chọn anh chứ? Có lẽ vì quyền kiểm soát nằm trong tay tôi, chứ không phải Aga. Giờ đó tôi biết họ đang ở đâu. Hay là mình luyện tập một chút đi ha.
thật không? Nói dối hả? Vậy thì anh có đói không? Để xem nào. Ôi, miếng cuối cùng rồi. Được rồi, chúng ta hít thở không khí trong rừng cũng lâu lắm rồi đó. Đã tới lúc quay lại thị trấn rồi. Trước tiên là một bữa tiệc với bánh mì xì mít và sữa chua. Tiếp theo anh biết chúng ta sẽ làm gì rồi đó. Vô liêm sỉ. Anh nói cái gì? Anh đang nói với tôi là không tìm thấy một cô gái đi cùng người ngồi xe lăn vậy thấy như đang giãy cờ báo hiệu vị trí giữa đám đông sao? Tôi không thể dùng người của chúng ta được, mà phải thuê những người khác ở bên ngoài. Anh phải tìm thấy họ trước tất cả những người khác, phải thấy trước Aga, trước cả cảnh sát luôn. Nếu không thì cứ coi chừng tôi đó, tôi sẽ cho anh tiêu đời. Người ngồi xe lăn bỏ trốn cùng một cô gái dễ thấy như đeo biển báo vị trí vậy rồi mà không tìm thấy là sao? Mau đi tìm họ đi, nếu không chúng ta sẽ tiêu đời đó. Anh đã bắn đứng ba của tôi và làm việc cho mẹ của tôi có phải không hả? Đồ khốn này, đúng là cái đồ ăn cháo đã bắt. Mau nói ra đi, rốt cuộc hai người tính làm cái gì hả? Nói đi. Đừng hỏi nữa Chivan, đừng hỏi nữa. Mẹ cũng không giận bà nội con đâu, chắc bà ấy lỡ lời thôi. Chúng ta ai cũng đang lo lắng, thậm chí còn mất ăn mất ngủ mà. Bà nội lại đang bị cao huyết áp, chắc là chứng cao huyết áp của bà lại tái phát cho nên mới lỡ lời thôi. Nếu bà chỉ lỡ lời thôi thì sao tay mẹ lại run như vậy? Tại sao? Tay chân mẹ bị run lâu nay mà. Cũng còn may là tới bây giờ mẹ vẫn có thể đi lại được bình thường đó. Tay cô muốn vậy đó, chính cô muốn mọi chuyện ra nông nỗi này. Được rồi, con đừng có làm quá lên nữa. Dĩ nhiên tay chân mẹ phải run rồi, mẹ đang không biết phải giải quyết vấn đề của đứa con gái nào đây. Đương nhiên phải run chứ con. Để con nói cho mẹ biết là nên lo lắng cho đứa con gái nào nha mẹ. Chị Vân, nên ra ngoài hít thở không khí trong lành một chút đi. Phải hả? Sao con lại không nghĩ tới chuyện này? Con nên ra bờ bốt pho rồi hít thở, ăn một ít cá với bánh mì. Ba người ở lại đây nói chuyện cho thoải mái đi. Chị Van. Mẹ à, đợi chút đã. Chị nghe nè, tôi là em trai của chị đó nha. Chị không thể đuổi tôi ra ngoài được đâu. Chị Vân, đi đi.
Ra ngoài đi con, ra ngoài giúp mẹ chứ. Bà nói gì với con? Chỉ có vậy thôi sao? Hả? Chỉ vậy là sao? Anh theo họ tới tận cảng cá mà bây giờ lại nói mình không biết họ đi đâu hả? Rốt cuộc bây giờ anh có biết họ đi đâu hay không? Tôi thề với cậu, chúng tôi chưa tìm thấy họ thiệt mà. Cậu coi, tôi vừa mới gọi điện xong đó, chính tay cậu cũng nghe thấy là chúng tôi chưa tìm thấy họ rồi mà. Đi thôi, đi mau, đi mau. Mau nói cho ba tôi biết những gì vừa rồi. Đi. Alo, ba đang ở đâu vậy? Ok, được rồi. Con có nên kể lại cho mẹ nghe những gì mà bà đã nói với con không? Hay là mẹ kể lại cho con nghe đi mẹ. Kể lại cái cách mà mẹ ủng hộ đứa con gái vong ơn bội nghĩa thay vì phải thương xót đứa cháu ngoại sắp chào đời của mẹ đi chứ. Thôi đi, dừng lại giùm con chứ. Mẹ mau dừng hết mấy cái câu vô nghĩa kiểu như là mẹ đang lo cho cả hai đứa con gái của mẹ đi nha. Con gái à, nghe nè, dù mẹ có nói gì thì cũng không thể giải thích cho con hiểu được. Rồi con sẽ sớm được làm mẹ. Tới lúc ẵm đứa bé trên tay, khi đó con sẽ hiểu được nỗi lòng của một người làm mẹ thôi mà. Bà nội ơi, Ngài là đấng chí tôn, đấng toàn năng. Thề đi, từ đây trở đi mẹ không phải chỉ có ba đứa con mà chỉ có hai đứa con, một gái và một trai. Mẹ thề đi, từ đây trở đi mẹ không phải có ba đứa con. Mẹ hãy thề là chỉ có một đứa con gái chính là con đi. Nói thiệt, mấy tờ báo lá cải làm tôi mắc cười quá. Chắc cậu cũng thấy vậy ha. Giờ thì viết tiêu đề mới đi: công thức của Đam La Karachai cho một đám cưới kết thúc sớm. Không đâu, tôi không nói đùa về chuyện này đâu. Chú rể bị bệnh nên chúng tôi buộc phải kết thúc buổi tiệc cưới này sớm. Được thôi, muốn sao cũng được. Nếu muốn có tiêu đề mới thì vào trang của tôi mà xem. Ở đó họ có rất nhiều câu chuyện sống động lắm. Có ai như hai chị của cậu ấy không? Một người thì nhốt cậu nhây đêm lại, còn người kia thì cứu cậu ấy ra ngoài. Anh đang nói cái gì vậy hả? Tới đây nói thẳng đi. Các anh, đừng có ở đó nói nhảm nhí nữa. Tung đồng xu giùm tôi đi. Ai sẽ lái xe cho tôi? Tôi nghĩ tài xế của tôi có thể sẽ phải nghỉ phép vì bận chuyện gia đình rồi. Đó là chuyện của hai nhà, chứ không phải của mình gia đình tôi. Dù sao thì chuyện gia đình cũng không hợp với tôi lắm. Để xem ai chụp được thì thắng. Thật không vậy? Còn nhà anh? Chuyện đó không liên quan gì tới tôi hết.
Không được đâu con gái, không được đâu. Không thể nào có chuyện như vậy được. Thánh A-la trên trời sẽ không chấp nhận chuyện này đâu. Một là mẹ thề trên quyển kinh Koran, rồi ăn năn gì đứa con gái vô ơn đó. Còn bắt mẹ thề như vậy là không đúng. Thánh A-la sẽ không bao giờ chấp nhận điều đó. Thánh A-la không chấp nhận đâu con. Mẹ cần phải thề như vậy cho con. Bây giờ mẹ phải thề là mẹ sẽ chọn con hoặc là chị ta. Bây giờ mẹ chỉ được chọn hoặc là con hoặc là chị ta thôi mẹ à. Chị Ren, chuyện này không thể nào thề thốt được. Thánh A-la sẽ không chấp nhận lời thề như vậy đâu. Con có thể thề như vậy được không con gái? Không ai được phép thiên vị một trong số các con của mình hết. Vậy tại sao mẹ vẫn luôn thiên vị chị ta? Mẹ luôn đứng về phía chị ta thay vì đứng về phía con. Thánh A-la có yêu một người luôn thiên vị như mẹ không? Chị Ren, nghe nè, con người con vốn không biết thù ghét ai hết. Lại đi. Con luôn là đứa con gái bé bỏng của mẹ mà. Con vốn đâu phải là người như vậy. Con sợ dĩ nỗi cơn tức giận như vậy là do bị người khác tác động mà thôi. Con nói ai tác động vậy hả Sì He? Con nghe mẹ nói đã. Lắng nghe giọng nói của mẹ. Chúng ta vốn là một gia đình. Chúng ta là gia đình, là một gia đình. Cho dù có ai mắc lỗi đi chăng nữa thì chúng ta vẫn mãi mãi là một gia đình yêu thương và không bao giờ được phép chia cắt nhau. Mẹ, con, em trai con, chị của con. Con, con không có chị gái. Từ nay con sẽ không bao giờ còn. Đừng nói, đừng nói. Nếu như không phải trái tim con mách bảo thì đừng có nói ra điều đó. Tôi không có mẹ. Tôi không có mẹ. Tôi không còn mẹ nữa. Tôi không có mẹ, cũng không có chị. A-la ơi, ôi Thánh A-la. Thánh A-la. Kendi kanına, canına, kendi torununa kıydın. Sana ilaç diye verdikleri zehirleri almaya almaya iyileşeceksin. Ana uyum ben be! Ana uyum ben be! Ana uyum ben be! Eğer annem babamdan bir adım öndeyse ben ondan üç adım önde olacağım. Anladın mı? Annemin korkusuna babamı harcadın. Şimdi de o koca götünün korkusuna annemi harcayacaksın.